Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học toán 2, tuần 2, tiết 8, nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu? Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu, tiết 1. Các bạn hãy quan sát chăm và cho cô biết bạn trai có bao nhiêu cái kẹo, bạn gái có bao nhiêu cái kẹo nhé. Bạn trai có 6 cái kẹo, bạn gái có 9 cái kẹo. Vậy, muốn biết bạn nào có nhiều kẹo hơn và nhiều hơn bao nhiêu cái, chúng ta sẽ dùng đồ dùng học tập để thể hiện số kẹo của mỗi bạn nhé. Cô sẽ dùng những hình khối màu cam để thể hiện cho số kẹo của bạn trai. Và hình khối màu xanh sẽ thể hiện cho số kẹo của bạn gái. Và bây giờ cô sẽ nối một hình khối màu cam với một hình khối màu xanh nhé. Như vậy các bạn thấy chúng ta còn dư lại bao nhiêu cái hình khối màu xanh? Và ba cái hình khối màu xanh chính là ba viên kẹo của bạn gái có nhiều hơn bạn trai. Để biết được bạn gái nhiều hơn bạn trai ba kẹo, cô sẽ dùng phép tính như sau. Cô lấy số kẹo của bạn gái là 9 trừ cho số kẹo của bạn trai là 6. 9 trừ 6 bằng 3. 3 chính là số kẹo dư và là phần nhiều hơn của bạn gái. Cô có lời nhận xét như sau. Bạn gái có nhiều hơn bạn trai ba cái kẹo. Bạn trai có ít hơn bạn gái ba cái kẹo. Các em hãy nhắc lại lời nhận xét này nhé. Các bạn hãy dùng đồ dùng học tập thể hiện bạn trai có nhiều hơn bạn gái hai cái kẹo nhé. Và hãy quan sát xem bạn trai có bao nhiêu cái kẹo và bạn gái có bao nhiêu cái kẹo nhé. Bạn trai có 10 cái kẹo, bạn gái có 8 cái kẹo. Và các bạn hãy dùng đồ dùng học tập thể hiện bạn trai nhiều hơn bạn gái hai cái kẹo nhé. Và cô sẽ thể hiện số kẹo của bạn trai như sau. Và bạn gái các bạn quan sát và cho cô lời nhận xét nhé. Bạn trai có nhiều hơn bạn gái hai cái kẹo. Bạn gái có ít hơn bạn trai hai cái kẹo. Bây giờ các bạn hãy viết phép tính và lời nhận xét này vào vở cho cô nhé. Viết phép tính và nói theo mẫu. Mẫu, các bạn hãy quan sát hình cho cô nhé. Bạn gái có bao nhiêu chiếc bút chì? Bạn gái có 5 chiếc bút chì. Chúng ta sẽ quan sát tiếp bạn trai có bao nhiêu chiếc bút chì nhé. Bạn trai có bao nhiêu chiếc bút chì? Bạn trai có 4 chiếc bút chì. Như vậy, để biết được bạn trai hay bạn gái nhiều hơn bao nhiêu chiếc bút chì thì ta sẽ làm như thế nào? Các bạn hãy viết phép tính ra ngoài vở nhé. Để biết được bạn trai hay bạn gái nhiều hơn bao nhiêu chiếc bút chì,
Cô sẽ dùng phép tính như sau. Cô sẽ lấy 5 trừ 4 bằng 1. Như vậy, bạn gái nhiều hơn bạn trai một chiếc bút chì. Bạn trai ít hơn bạn gái một chiếc bút chì. Các bạn hãy nhắc lại lời nhận xét nhé. Các bạn hãy quan sát tranh và cho cô biết bạn gái có bao nhiêu tấm hình, bạn trai có bao nhiêu tấm hình nhé. Bạn gái có 6 tấm hình, bạn trai có 2 tấm hình. Như vậy, để biết được bạn gái nhiều hơn bạn trai bao nhiêu tấm hình, các bạn hãy lập phép tính và viết lời nhận xét của mình vào trong vở nhé. Cô và các bạn sẽ cùng so sánh kết quả nhé. Sáu trừ hai bằng bốn, vậy bốn là số tấm hình của bạn gái nhiều hơn của bạn trai. Cô có lời nhận xét như sau. Bạn gái có nhiều hơn bạn trai bốn tấm hình. Bạn trai có ít hơn bạn gái bốn tấm hình. Bài tập này, các bạn hãy quan sát và cho cô biết bạn gái có bao nhiêu xe đồ chơi, bạn trai có bao nhiêu xe đồ chơi nhé. Bạn gái có 2 xe đồ chơi, bạn trai có 4 xe đồ chơi. Như vậy, để biết được bạn trai có nhiều hơn bạn gái bao nhiêu xe đồ chơi, các bạn hãy viết phép tính này vào vở nhé. Đây là phép tính của cô. Bốn trừ hai bằng hai. Như vậy, bạn trai có nhiều hơn bạn gái 2 xe đồ chơi. Cô có lời nhận xét như sau. Bạn gái có ít hơn bạn trai 2 xe đồ chơi. Bạn trai có nhiều hơn bạn gái 2 xe đồ chơi. Như vậy, hôm nay các bạn đã vừa học xong tiết 1 của bài nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu. Các bạn hãy ở nhà rèn luyện thêm và tập viết lời nhận xét, phép tính nhé. Các bạn hãy nhớ làm bài thật cẩn thận, viết bài và trình bày thật sạch sẽ, rõ ràng chữ và số nhé. Cô cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học hôm nay. Các bạn hãy ở nhà rèn luyện thêm những dạng bài như thế này và chuẩn bị bài cho tiết sau nhé.